cầu thủ FIFA Online 4 mà các thành viên Arsenal muốn sở hữu nhất? Anh Hải Sơn. Ronaldo de Lima Icon cộng 5, mức giá khoảng 3.100 tỷ. Cầu thủ đắt nhất mà anh đang có là bao tiền? Eden Hazard FPS cộng 5, 15 tỷ. Anh Ignafong. Con Ronaldo của Sơn ấy, có tiền nó còn mua được. Con của anh này, khả năng BTB có bao nhiêu không? Cả 100 thằng treo, không có bán nữa này. Khó mua lắm. Tiền không mua được hạnh phúc các bạn ạ. Ngoài Bùi Mạnh. Mbappe mua gì ý kiến nhỉ? TOTS thấy bảo là mấy chục tỷ cơ. Kinh. Tôi thích con Trung Kevin 22 TI này bạn ạ. Thiếu có tầm khoảng 350 tỷ thôi là có con này rồi. Anh Tén Tin Sơn. Đang làm việc, cứ hỏi cái khó tính ghê. Nhưng mà anh thích anh Ronaldo. 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 Không ngọng mà. Lúa lép là lúa lép làng, lúa lên lớp lớp lòng làng nâng nâng.